Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay con rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân trở lại thăm gia đình của chú Tư Lệ một lần nữa. Với sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú ẩn danh ở Pháp, thì gửi tặng một món quà đến gia đình của chú Tư Lệ nha. Dạ xin mời. Sẵn dịp ngày hôm nay thì dạ con chào chú Tư nha. Dạ, chú Tư đang làm gì ạ? Cho máy dịch sim ăn, có máy dịch sim. Dạ, dịch sim lớn chưa chú? Nhỏ nhỏ vậy. Ồ, mình phải nuôi trong lòng gì hả? Chứ mình không có nuôi dưới đất hả? Con thấy bàn nuôi dưới đất không à? Nuôi trong lòng gì chích thuốc, ba lớn nên mình thả xuống nó không có chết bậy. À hả, nó dạng không chú? Dạ. Này được mấy con chú? Mấy con mà chuột nó lên ăn hết còn 7-8 con. Ủa chuột cống lan ăn hả? Dạ, chuột cống lan nó lên. Nó bự gì cơ, sao nó ăn được chú? Vô giặt cái nó cắn cái đầu đó nè, nó cắn nè. À. Nó cắn chết, bữa đó đây 7-8 con nè, nó cắn luôn trên lòng vậy đó mà nó chui vô nó cắn á. Ủa vậy mình cho ăn cơm nguội vậy nó ăn không chú? Ăn. Ăn hết trơn luôn hả? Ăn trơn rồi. Dạ. Rồi thông thường là chú nuôi là bao nhiêu bầy? Nuôi 4-5 vịt mái, đẻ xuống lần 3-4 bầy dạ, nuôi. Dạ. Rồi bên đó là của mình hay là của người khác vậy chú? Đó là vịt con. À cho con qua xem nha. Vịt con này được nhiêu con chú Tư? 10 mấy con. Dạ hả? Ủa đất rộng đây nuôi gà vịt đã quá à. Cái này nó mới ấp hay sao chú Tư? Mới xuống. Rồi chú để đây vậy có bị con chuột nó ăn không? Ăn trong lòng nào nguyên thì nó không ăn, không vô được. À. Này còn nhỏ lắm. Nhỏ. Vậy là chú nuôi 2 bầy hả? Ừ. Còn gà gì bên đây là phải của mình không? Không, gà đó của mẹ mốt à. Nuôi nó phải. Còn một bầy vịt bên kia nữa là phải của chú không? À. Ủa quá trời luôn. Trời. Dạ. Ủa sao nó dạng dữ chú? Trời ơi con lại mà nó cũng không di chuyển luôn kìa, nó nằm ì luôn. Dạ. Mình lên nhà chú ơi. Anh ơi, thì hôm trước đó thì con có đến nhà của chú Tư Lệ một lần, thì chú chỉ dùng là cái bục để đi lên thôi. Thì ngày hôm nay đã làm xong cái bức cầu thang rồi nghe chú, nhưng mà còn phần tô nữa, thì tô thì khoảng chừng là một bao xi măng nữa mới hoàn thành. Thì chi phí để làm cái ba bậc cái cầu thang này là giá là 700.000 đồng. Dạ. Hôm nay chú Tư leo lên khỏe chưa? Khỏe. Có bị mệt nữa không? Chú Tư thấy là mình làm cái bậc cầu thang nó tiện lợi không? Tiện. Dạ. Có chú tiền, đi. Thế nào cũng tiện. Chú đi cảm thấy còn bị mệt không? Giống như là mình bước lên khỏe hơn so với cái bậc khỏe kia không? Trèo lên thì nó mệt. Dạ. Có cầu thang đi lên thì nó khỏe. Dạo ơi, con đâu rồi Dạo? Dạo. Dạ. Dạo còn đang tắm hả chú? Mới đi học buổi sáng về. Đi học buổi sáng về mới về. Dạ. Nghĩ con ơi. Hình như là già không nghe. Dạ. Rồi vậy sức khỏe của chú Tư hôm nay sao rồi? Nó thì lúc nào nó bớt thì nó hết, nó đỡ mệt, nhưng mà nói chung ra ngày nào nó cũng vẫn mệt. Dạ. Không mệt ít thì cũng mệt nhiều, không mệt nhiều cũng mệt ít. Dạ. Thì đã cái bệnh này thì nó chờ ngày làm sao. Ừ. Kiểu như cũng như bây giờ tim nó suy quá, lúc nào nó suy nhiều, có thuốc uống vô thì nó khỏe. Dạ. Hết thuốc thì nó giặt lại nó mệt. Dạ. Nó mệt mình nằm mình khó thở, nặng cái ngực khó thở chịu không nổi, ngồi vậy. Dạ. Ngồi vậy chừng 10 phút hộ khỏe nó nằm xuống. Nằm xuống lúc nào mỏi mệt cái ngủ được chừng 10 phút 15 phút hộ. Dạ. Cái đầu nó mệt nữa thì mình ngồi vậy nữa. Ừ. Giờ thuốc uống cũng như là cầm trình nữa thôi thì nó vô thì nó khỏe được chút, không khỏe được thì nó mệt. Dạ. Đi hoài. Ở nhà chú Tư có lội tới lội lui đi ra phía trước chơi không? Hay là lội một đoạn hai đoạn là cảm thấy mệt rồi? Lúc nào khỏe thì lội ra trước. Quán coi anh em ta uống nước đó, mình ngồi nó dốc, ngồi giờ một chút xíu cỡ 10 phút 15 phút hồ. Cảm thấy mệt rồi muốn nghỉ rồi vô võng nằm. Dạ. Vô nhà nằm yên tĩnh khỏe hơn. Thì thấy bức ức thì lội chừng vài chục mét. À. Để không có lội nữa. Nhà chú Tư hình như con thấy hơi hầm á chú Tư ha. Buổi trưa nó nóng không quá. Ở không nổi. Dạ. Nắng lên là đi xuống sàn nằm không, cái giống dưới sàn á. Dạ. Dưới sàn thì nó mát hả chú? Xuống sàn thì nó đỡ hơn chút. À, thông thật. Giờ già dịch nó không. Dạ. Nhưng mà nuôi thì chắc mình cũng phải chịu rồi. Ừ. À, dịch là chú Tư nuôi lâu chưa?
nuôi cũng thì có mấy con vịt gì đó nuôi dạy bày. Dạ. Là chú nuôi từ trước giờ hay là mới đây? Từ lúc phát bệnh tới giờ đó, có thằng em nó cho mấy vịt đó mình nuôi đẻ, có con rồi ra con rồi nuôi. Dạ. Nuôi rồi cái bắt đầu bán thịt người ta ăn. Thông thường đây là chú bán bao nhiêu một ký chú? Sao không làm 70 ngàn? Dạ. Mà vịt chắc là ngon lắm. Tại vì con thấy nó chú nuôi cơm nguội với lúa. Ăn chút ăn. Dạ. Rồi thông thường là con lại, nhưng mà con không thấy là cái người con thứ hai của chú ha. Đi làm. Dạ. Làm quanh năm suốt tháng, trừ ra là chỉ có ngày chủ nhật. Chủ nhật nhiều khi cũng có ai tăng ca thì nó cũng đi làm, còn không tăng ca thì đi về nghỉ. Dạ. Làm ở nhà ngày chủ nhật là có. Về nhà là ủi vô nhà nè. Dạ. Chuyên nghiệp lắm. Dạ. Nó mặn, nó nói vậy nè. Nó nói với em đó. Gán mặn lo cho ba đi. Sau này có con lo lại cho mình. Nó nói vậy đó. Dạ. Gái nó nói vậy. Có hiếu chú ha. Dạ. Nó nói với em á. Mặn nhiêu tiền vậy? Giờ hết chưa? Là mặn xong tới tháng là đưa tiền cho chú Tư giữ. Đưa tiền chưa? Dạ. Vừa. Tới tháng thì đi bệnh viện. Cái này. Dạ. Nhiều khi nửa tháng đi không chị. Vậy em mặn vậy lương tháng được bao nhiêu hả chú? Ở đây bẹo lắm, tháng bằng tăng ca tới 6 giờ luôn á. Dạ. Tháng được 3 triệu mấy, 4 triệu, cao lắm, 4 triệu là có tăng ca, không tăng ca thì cỡ 3 triệu ngoài. Dạ, có tăng ca thì 4 triệu ngoài. Vậy em làm được mấy năm rồi chú? Lúc nó bệnh giờ 2 năm mấy, 3 năm nay nó đi mằng luôn. Dạ. Nó học tới lớp 11 rồi được đó, ngã bệnh, giờ nó nghỉ mằng mấy năm nữa. Dạ. Nói chung là em cũng có hiếu, cũng thương chú rất là nhiều. À. Thì hôm nay đến thì con cũng rất là mừng, cái cầu thang thì cũng đã hoàn thành xong rồi. Thì còn cái phần tô nữa. Thì con thấy chú đi lên nó rất là nhẹ nhàng, nó không có mệt giống như cái lần trước. Thấy chú bước lên cũng rất là khỏe. Thì hôm nay con cũng đại diện cho chú ẩn danh ở Pháp. Thì có gửi tặng cho gia đình mình là số tiền là 700 để mình làm cái cầu thang đi lên. Còn phần còn lại thì gửi cho chú Tư để đi tái khám hàng tháng ha. Dạ. Dạ. Dạ con đưa cho chú Tư nha, chú Tư mở ra xem nha. Dạ, chú Tư mở đi chú Tư. Dạ, thì ở đây là chú ẩn danh ở Pháp gửi tặng về cho chú là 200 euro. Dạ. Tương ứng với số tiền là 5.420.000. Dạ. Dạ, thì cái phần 700 thì chú trích ra trả cho cái người mà người ta làm cầu thang cho chú. Còn cái phần còn lại là chú nói là gửi cho chú chi phí khám chữa bệnh hàng tháng. Dạ, dạ. Chú ra lại cảm ơn. Dạ, cảm ơn cái chú ẩn danh đã giúp đỡ cho tôi có tiền trị bệnh. Tôi cảm ơn rất nhiều. Dạ, rất nhiều. Cảm ơn. Dạ. 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 Con cũng xin cảm ơn chú ẩn danh rất là nhiều nha. Khi nhận được số tiền này thì chú Tư Lệ rất là vui luôn. Xin chúc chú và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng thành công và vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, con chào chú và các bạn.